Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa năm loại mắt sáu phép thần thông, vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa năm loại mắt sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán. Vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán. Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa nhãn xứ nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xứ nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh.